Với trận đấu thứ nhất thì trận thứ hai DC mình gặp 982. 982 là một cái đội bóng mà gồm những cầu thủ rất chất lượng. Cũng có một số anh em cũng đã từng đá với nhau. Họ về chuyên môn họ rất là tốt. Nhưng mà với trận đấu này thì FCDC sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Với lối đá là phòng ngự và phản công. Hy vọng là sẽ mang lại cho các bạn những pha bóng đẹp mắt. Bên họ về thể hình họ vượt trội hơn hẳn so với DC. Hai tiền đạo, hai mẫu tiền đạo của họ cản quét, cản lướt rất tốt. Có những tiền vệ tốt như là Cường Cóc, là một trong những phủi ở Hạ Long mà ai cũng biết được anh. So với các giải mà mình cũng tham gia của Hồng Long và DC thì là khai mạc qua của sân đã tướng những giải dính đáy này là một cái khai mạc rất là chuyên nghiệp, hình ảnh đẹp. Nói chung là mình đánh giá là rất cao. Giao quân với đội hình những con người tốt nhất và theo chiến thuật của bóng thì mất đi một vị trí trụ cột như Dũng là một cái không phải mong muốn, nó thiếu may mắn của đội bóng của mình. Nhưng bên cạnh đó là mình cũng có những sự bổ sung, các cầu thủ cũng có chất lượng như nhau. Hy vọng là sẽ cùng đội đi sâu hơn vào giải. Cảm ơn bạn. Còn em mình thì trên 82 thì sẽ ra đội hình mạnh nhất vì DC là một trong những đội khách mời tương đối khỏe của cái giải này. Thì mình đang muốn là ra một cái đội hình đôi công mạnh nhất của 82. FC 82 là một đội truyền thống của bên riêng đáy mình. Nói cho các bạn biết thì mình thấy cái từ trước nay riêng đáy tổ chức rất nhiều giải, mình thấy cái giải này cái lễ hội khai mạc vừa rồi là mình thấy là hoành tráng nhất và mình cảm giác là thành công nhất của các giải trước nay anh em. Cảm ơn 182 biết.
Như nói ngay từ trước giờ bước vào trận đấu, 1982 là một đội có đội hình chuyên môn rất là tốt. Những anh em mà đã họ đều cũng trải qua nhiều câu lạc bộ. Với cái thể hình của lớn của đội 1982 họ gây rất là khó chịu cho cái lối đá của DC. Nói chung là đội mình hôm nay là đã cũng rất là cố gắng muốn thủ hòa, nhưng với tội là anh em hết sức không được. Trận đấu hôm nay là rất hay, nhưng rất là quyết liệt, nhưng anh em ở trận đấu rất hay. Nói chung là anh em trận sau sẽ cố gắng hơn trận này. Chúc đội DC hôm nay đã trận rất hay, rất hiệu quả.